trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Để xem mai gạch nó khô không, như chiều gạch nó cũng khô thì chịu rồi. Xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà các anh thợ làm nhà tới đâu rồi cô bác. Buổi chiều hôm nay thì hoàn toàn là tạnh mưa hết rồi. Các anh thợ cũng có điện cháu Lực bảo là đang ở đây. Hay bây giờ thì vừa rồi thì cháu Lực có bận một chút việc cho nên là không có lên được. Các anh thợ hôm nay cũng chỉ bảo cháu Lực rằng là gạch mà còn ướt quá thì chưa dám xay, thì vận chuyển gạch là ra đến cái chỗ mà nền, cái chỗ mà phòng khách ấy cô bác. Rồi thì mai các anh thợ lên là sẽ tiếp tục lại xây gạch lên rồi. Không biết là bây giờ các anh thợ còn đang ở đây không cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hãy phải nói là mưa độ tầm mà được một tuần cô bác ạ. Thì đến hôm nay trời bắt đầu mới hưởng nắng lên một chút rồi. Đấy, cũng rất là mong, cũng rất là mừng khi mà nếu mà trời mà cứ tiếp tục nắng như vậy, nó mà không có được nắng quá, nó chỉ cần là nắng hơi se nhẹ thôi, để cho con đường với lại mọi cái, rồi thì để cho đường với lại gạch mọi cái khô hết rồi thì các anh thợ mới tiến hành vào làm xây được. Thí dụ như bây giờ mà các anh thợ xây lên hết rồi, lập xong mái hoàn toàn rồi thì mưa thì cũng có thể mà làm được ở phần phía trong nhà. Tại hiện tại thì cháu Lực nhìn thấy là các anh thợ cũng chưa có đặt và xây gạch lên cả, chỉ thấy là các anh thợ là vận chuyển gạch đi để vào phần cái phòng khách kia đâu các bác. Hôm nay thì cái lán của các anh thì thấy các anh mở toang ra rồi, nhưng mà không biết là các anh có trong không. Đấy, bây giờ gạch thì lấy nguyên cái phần này thì cũng đã đủ rồi các bác. Gạch này thì hiện tại là cháu Đức lấy vào là 8.200 các bác. Đấy, hôm nọ lúc đầu mà ước chừng thì độ là tầm 13-14.000 là đủ rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đang nhìn thấy là em Sử đào chỗ này, không biết là em ấy sẽ đào để làm gì. Theo cháu Lực nghĩ là chắc là đào để ngày mai trời nóng thì vận chuyển vật liệu nó sẽ dễ hơn. Thế đâu hả? Đâu lên? Ôi múa rồi. Anh chào Sử nhá. Lạnh à? Vâng. Đeo cái mic tí nhá. Vâng. Lạnh thì bây giờ nóng chưa? Bỏ nó ra một tí nào. Vâng. Anh nghe thấy gió được. Đào tảng đá ra để làm gì? Đào ra để đừng có để vướng ạ. À. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Các anh thợ đi đâu hết rồi? Đi về rồi ạ. Đi về á? Vâng. Vừa rồi các anh vẫn lên đây à? Vâng. Các anh lên đây là làm hôm nay các anh lên làm gì? Đang chở cái vật liệu ra xuống đây ạ. À, chở lá gạch xuống kia. Vâng. Bảy cái hai cái tảng đá ra đúng không? Vâng. Còn cuốc không? Dưới đây còn cuốc không? Còn xẻng thôi ạ. Còn xẻng à? Thế thì anh đi lại đi. Xẻng lông rồi anh mua lên đúng không? Vâng. Ui, đào cho nó rộng rộng tí. Ây, thế mà. Đây, anh hất ở đây nhá. Vâng. Chỗ này đào để ngày mai trời nắng là chở được vật liệu vào ấy nhỉ. Không nọ đây là không nọ là dốc quá cô bác ạ. Nghiêng chưa? Nghiêng rồi. Đấy, Sử thì ở nhà thì em cũng tự biết là lên trên này đường xem đường xe cộ xem là đi như thế nào thì, nếu mà không đi được thì em cũng biết là sửa luôn. Hay anh hất nước hất đất xuống đây hết nhá. Vâng. Bảy cái tảng đá ra thì nó đi dễ hơn rồi nhỉ. Vâng. Này mình bảy xuống dưới kia được không? Được. Bảy xuống dưới kia thôi nhá.
Vâng. Từ kia phải hất đá đấy. Hất. Nhiều nhớ. Lăng áo mi mặc xẻ mặc xe biếng nhá. Không. Hôm nay xử lên đây từ mấy giờ? Xử lên đây từ mấy giờ? Lên lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Vâng. Thế lúc mà em lên thì các anh chợ vẫn còn ở đây à? Vâng. Các anh thợ bảo tối lên đây không? Có ạ. Ừ. Chắc các anh thợ về nhà ăn cơm rồi nhỉ? Vâng. Hôm nay thì các anh thợ lên mấy người? Lên 4 hay 5 người? 2 người ạ. 2 người à? Vâng. À. Phải san san ra một tí thì không biết là rượu bở chưa. Xà beng thì nhà sử không có xà beng đâu nhỉ? Không ạ. Cái nhà anh bửa được từ đây xuống rồi. Lăn xuống kia chứ. Vâng. Ôi trời ơi. Từ nhà bây giờ xử nhớt phát anh đặt cái viên gạch xuống dưới nhá. Đi nữa. Đi nữa. Rồi. Sao ấy? Đá đấy phải mấy tạ nhỉ? Vâng. Sao bé không được ấy. Vậy hai anh em mình cùng đẩy nhá. Vâng. Nào. Hai, yeah. Lại nhá. Một hai ba nhá. Một hai ba. Ho phanh. Đó. Nó nghe thấy anh như đùa đâu. Khéo cái đứa tảng đá nhá nữa. Mấy đứa sợ hơn. Được không? Được. Để bày ra đây một tí. Rồi. Xuống một tí. Đi được ạ. Đây, cứ để đây. Cái mô này có cần giấy dao nhỉ? Bên kia thôi nhỉ? Đặt từ bên kia sang, cô nó sẽ dễ hơn. Từ đây thôi. Xe có sủi ra đây để đâu? Hả? Xe có sủi đi đâu? Đấy, trên kia. Trên kia à? Chỗ này sau này mình cũng làm đường qua đây mà. Vâng. Đấy, như vậy nó cuốn sẽ dễ hơn. Cuốn này ra. Tại sao cái mô đất này ra đứa. Nó đừng có dốc quá. Làm cái ránh ở đây. Ở đây là cái ránh. Cái nguồn nước này thì bây giờ ngừng chảy luôn này cô bác này. Như vậy xe cái thợ sao ấy. Xe ca hay sao ấy nhỉ. Vâng. Không đá đi, không đá nữa.
Thế nó chảy từ kia kia xuống đây. Xuống nó đang cứng ấy. Chỗ này dốc quá. Đây ạ. Chỗ này là đất của nhà chú đi xe xuống nhờ. Vâng. Chứ không mà đào từ trên này xuống thì phải nói là ở đây tí được không? Không được đó. Không được á? Để cho đường đi nhà bên kia. Đất của nhà kia đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì đào cái tảng đá này xong này, cua nó sẽ đỡ sợ hơn này, chứ không là ghê lắm. Trên này còn có đoạn nào nên sửa được không? Không ạ. Không à? Vâng. Em sửa hết rồi à? Vâng. À. Xong rồi à? Xong rồi. Ôi, gạch ở trong khe khe này vẫn còn đấy. Mai bảo anh thợ ấy. Sứa mình để bên này cũng được mà, để bên này thôi. Bên này ạ. Ở đây tín đất nó lấp hết rồi. Hãy để bên kia thôi. Ô, thế nào hôn mà lẹo. Ôi, sửa ơi. Ở đây thì phải nói là các anh thợ các bác, các anh thợ cũng rất là có cái trách nhiệm ở trong cái công việc luôn. Các anh thì không có lấy gạch là ném như cháu Lực với em Sử là ném đâu, mà các anh thợ là nhặt vào bao tải, sau là dùng cái xe rùa chở từ đằng kia sang, đi ra bên kia. Đó, các anh không có lấy ném từ trên kia xuống đâu. Mà bây giờ thì các anh thấy là mình chở như này thì lại xa quá. Thành ra là lại thiết kế thêm một cái ván trượt để các anh trượt xuống để cho gạch nó không có bị vớ cho lắm. Phải nói là cô bác cũng đã, cô bác nhìn thấy là ở xung quanh nhà thì hầu như là không có viên gạch vụn nào, chỉ có là những cái viên gạch vụn mà từ trở từ đằng kia sang rồi. Ông ở nhà nấu cơm nhỉ? Chưa. Chưa. Vâng. Hải về chưa? Hải về rồi. Hải về rồi. Vâng. Cha Hải nấu cơm rồi. Hải nấu cơm rồi. Vâng. À. Nước này uống được không? Dạ. Thấm nước quá. Tối nay nấu món gì ấy? Tối nay thịt gà ạ. Thịt gà? À, tối nay không đi chợ nữa à? Không đi đâu. À. Cái gà hôm nọ là bà An Phạm mua cho, là bà cũng có dặn cháu Lực, bà là nhắc nhở các em là gà đấy là vừa làm thức ăn xong lại vừa nuôi nữa. Hôm nào mà Sử đi xuống ấy chợ mua được thịt lợn hay là cá về thì sẽ không có thịt gà. Cái phần nhà vệ sinh này là anh không có làm cửa kinh kia đâu nhá. Làm đuôi ở đây có độ tầm nhà vệ sinh thì mình làm 3 mét thôi nhá. Vâng. Làm 4 mét thì nó rộng quá. Vâng. Sau này thì ở phần dư ra 1 mét thì mình có thể để được đồ đồ đạc nhá. Vâng. Đi đường lại đi đường này chứ. Vâng. Đóng cửa cho các anh à? Vâng.
Chú vẫn còn đi được chứ nhỉ, chỗ này ấy. Vâng. Đi được thôi nhỉ? Được. Nó mà lăn chỗ này thì anh em mình lại đẩy một lúc rồi đấy. Vâng. Đây, ở đây thì bây giờ thì cháu Lực cũng không có hứa rằng là sau này sẽ giúp cho các em là làm ở cái phần kè này với lại đường nữa. Cháu Lực cũng nói rằng là nếu mà cái khoản kinh phí đấy dư ra thì cháu Lực có thể là làm được cái phần đường xuống cho các em và cái phần tả ly này nữa. Hôm nay đỡ lạnh hơn nhỉ? Vâng. Chứ là hôm qua là lạnh lắm ấy. Nhưng mà vẫn còn gió này. Vâng. Ông ấy đang sắt gạo à? Vâng. À. À, thấy không? Ông là vừa mới sắt gạo xong đúng không? Vâng. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì nhà ba ông cháu là phần cái khoản gạo ấy cô bác thì sẽ đủ ăn cô bác ạ. Vừa mới thu hoạch lúa xong thôi. Hay năm nay thì cái phần lúa của nhà các em cũng có năng suất lên khá là nhiều, cho nên là chắc là nếu mà để thiếu gạo thì cũng chỉ độ tầm mà thiếu tầm 2-3 tháng thôi, 2-3 tháng ở cuối năm thôi. Tàu Vi bắt đeo gì? Vi nào bà? Lên bờ á. Nào mày nọ. Cái gạo nhà ba ông cháu thì cũng rất là đẹp cô bác ạ. Này nó tốt tốt rồi à? Này tốt tốt à? Ôi tìm mua ra. À. Không cần thế nữa. Hả? Cần thế? Nào ạ. Than này ổng mấy mà nè à dê? Than này ổng mấy? Má sư. Tôi chưa xảy rồi. Lâu ná? Tỉnh dung ra ra nè. Cái này là thiết kế để thổi cái vỏ chấu cô bác. Nó còn lúc mà cái máy sát ra chưa sát được sạch lắm ấy. Ôi, hạt gạo rất là đẹp này. Gạo này rất là đẹp cô bác. Gạo đầu năm ấy sẽ rất là thơm luôn. Gạo nếp đã sát chưa? Chưa ạ. Chưa à? Vâng. Bao giờ mới sát gạo nếp? Còn nếp á. Ờ, gạo nếp hôm nọ thu được cái kia. Sát được ạ. Sát được rồi à? Vâng. Tí lấy cho anh mua này một ít. Vâng. Đây, nhấc ra đi. Này để đâu? Không phải cái gạo nếp ở dưới này. À, không phải là nếp này á? Thế gạo nếp kia đâu rồi? Gạo nếp ở dưới tí kia. Gạo nếp ở dưới kia là nó có phải cây dài dài không? Không phải cây dài như này. Cái lệ à, ngăn ngăn đấy. À, hôm nọ anh em mình thu hoạch ở dưới kia đúng không? Vâng. À, này nhớ để đói. Nhớ để đậy. Để trong kia đúng không? Vâng. Dạ. Ô, đây còn cát này. Vâng. Cát này trước lấy làm gì? Trước lấy là trồng trò dưới kia. À, trồng trò dưới này à? Vâng. Thế cát này trước em đi lấy ở đâu về? Lấy ở trên này về thôi. Trên kia là mua hay là làm như nào? Lấy đưa về chưa? À, là cái khe suối đúng không? Vâng. À, cái này thì ông để đâu? Để trong này luôn à? Vâng. Lấy cái gì múc bây giờ ấy? Cái này múc à? Không, cái đấy không xài đâu. Nhưng mà phải lấy cái gì đấy? Ai? Cái này là ống đông gạo à? Ống đông gạo. Ống này chắc là làm từ rất là lâu rồi cô bác, ống này ấy. Từ thời rất là xưa, đây thì chắc là ông mới làm thôi nhỉ? Vâng. Tí hỏi ông là cái vết tích của cái ống này thì làm được bao nhiêu lâu rồi sẽ biết. Ít nhất cũng phải rơi vào tầm hơn chục năm. Này, này hóc đưa bà dê. Này hóc đưa bà. Hóc này chỉ phía. Hóc này là chiều. Bà phía, bà đi xử nước mi bà đấy. Xử cả bốn miêu. Ôi. Ôi, cái ống này làm từ sử chưa được sinh ra quá. Ôi, ít nhất chắc phải rơi tầm 2-30 năm rồi. Ông bảo sử chưa có ấy.
Em biết có ống này rồi. Em biết là có rồi à? Vâng. Ờ, nhưng mà vừa rồi ông bảo là lúc xử chưa có đấy. Hải đang nấu món gì đấy? Hải đều đun nước ạ. Đun nước à? Đun nước mổ gà à? Vâng. Tí ăn cơm cùng em với nhá. Ăn cơm cùng em á? Vâng. Ôi tí anh còn lại về sớm hôm nay á. Nay anh còn đi nhà có chút việc nữa. Hôm qua vừa mới ăn cơm cùng em mà. Bạn ăn kia. Ôi, thôi ăn đi thôi. Ăn nhiều bữa quá ngại lắm. Không ngại đâu. Anh em không ngại đâu. Anh em không ngại à? Vâng. Gạo này thơm lắm nhỉ? Vâng. Cho rất sao ở đây nè. Gạo này là gạo mới luôn nhỉ? Có tăng hải tiêu quá trời dậy vào. Hả? Bảo là gạo này gạo mới. Gạo mới à? Vâng. À. Năm nay thì đến tháng 11 năm sau không? Gạo ấy? Có. Có à? Vâng. Mỗi năm thì mình được chỉ được có nửa năm thôi nhỉ? Vâng. Anh phải nói là cái phần phân bón thì cũng rất là quan trọng với cô bác. Năm nay thì được bác Kim Hoàng, bác có hỗ trợ phần phân của nhà ba ông cháu thì độ là phần cái... Bây giờ thì cháu cũng quên mất là được bao nhiêu bao rồi. Nhưng mà theo sử nói là phải ăn đến tháng 11 năm sau thì mới hết được. Có nghĩa là đến tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 là hơn được 6 tháng cô bác ạ. 5 tháng. Đó, đấy cũng là một cái bước mà nhảy vọt của nhà ba ông cháu thôi. Là cái phần gạo. Mọi năm thì Sử đã đi mọi năm thì nửa năm thôi đã hết rồi. Sử đã phải là đi ra ngoài để đi bán củi này, xong là đi làm thuê để mua được gạo về. Ôi vẫn còn lọt đấy nhở? Vâng. Vẫn còn vài hạt vẫn còn lọt ra này. Cái này thì mình không cần phải lấy rớt nữa nhỉ? Không phải lấy sàng qua đâu nhỉ? Không lấy được. Cái này nó chỉ có vỏ to của nó thôi. Mười ống này thì được một cân chưa? Được 10 cân chưa? Chưa. Mười ống ấy. Hai ống ấy được một cân. Hai ống được một cân à? Vâng. À thế thì 20 ống là được 10 cân. Cái to to cái đồ này, lấy cái to cái ra múc nhanh. Anh căng vô. Lên nó hấu vào. Đấy, bỏ vào. Được 20 cân thôi ạ. Chỗ này được 20 cân à? 20 cân như này thì mình ăn trong vòng là độ tầm 1 tháng không? Được ạ. Được 1 tháng rồi. Vâng. Thế một bữa là mình nấu bao nhiêu ống ba ông cháu ấy? Một ngày 3 ống thôi ạ. Một ngày là 3 ống à? Vâng. À thế là có nghĩa là một bữa là ăn có 1 ống thôi. Là Hải là ở trường rồi nhỉ? Vâng. Hải là đi học cho nên là có hôm thì Hải ăn cơm với cháu Lực. Nhưng mà hôm nay thì Hải ăn cơm với lại cháu Lực với lại bạn Hiệu. Hôm nay Hải ăn cơm với nhà anh à? Vâng. Ôi, chỗ này không được hai, chỗ này phải hơn 20 cân đấy chứ ạ. Xem Hải đang nấu cái gì nào. Ấy à, nước sôi chưa? Sôi rồi à? Thế là chuẩn bị mổ gà đấy nhờ. Để đâu ấy, để đây à? Để đây à, Sử ơi. Vâng. Ôi, đây là cái gì ấy? Mang à, lại phơi tiếp à? Vâng. À, đấy hôm nay thì trời hưởng nắng một chút rồi cô bác. Sử lại lấy
cái đặc sản của nhà sử ra để phơi này. Đấy, ở đây thì sử cũng có để cho cháu Đực để bán các bác. Nếu mà cô bác anh chị nào quan tâm tới măng của nhà ba ông cháu thì có điện thoại cho cháu Đực qua cái số điện thoại ở trên màn hình. Thì cháu Đực sẽ gửi cho cô bác anh chị là vừa là măng của sử, vừa là giúp đỡ cho ba ông cháu có thêm cái khoản là kinh phí để sinh hoạt trong hàng tháng. Cái măng này thì sử là tự đi khai thác về xong là phơi qua cái ánh nắng này. Thế bây giờ thì chắc là cũng tối rồi, sử thì cũng chỉ là cất đi đấy. Đấy, bây giờ thì đến gần Tết rồi thì cô bác có thể là mua măng này về để nấu canh canh xương ăn nó rất là ngọt. Tối nay thì con đấy à? Vâng. À. Thành gà trọi không? Hả? Thành gà trọi không? Có. Đó. Ở đây gà ai mua cho sử? Bà An Phạm ạ. Bà An Phạm à? Vâng. Cũng biết bà, cũng bảo là bà An Phạm mua cho đấy. Bắt con mới à? Vâng. Con đấy là nó bị sao? Gà mái à? Hả? Con đấy gà mái là mình để nuôi à? Không. À. Tôi chỉ tay xuống. Tôi gặp ta hãy ơi. Bây giờ thì cháu Đức sẽ chia sẻ một chút hình ảnh từ trên cao của nhà ba ông cháu cho tất cả cô ba anh chị là cùng xem cái chỗ khu nhà của ba ông cháu. Phải nói là ngôi nhà của ba ông cháu cô bác được nằm trước một cái đỉnh giấy núi luôn. Ngôi nhà thì có vẻ như là được nhìn từ phía bên ngoài vào thì có vẻ rất là rộng đúng không cô bác, nhưng mà đi vào sâu ngôi nhà của ba ông cháu thì vào trong rất là hẹp. Cái phần là ngôi nhà nhỏ nhỏ bên kia thì trước là được ba ông cháu là để trâu ở bên đấy cô bác. Bây giờ thì trâu thì nhà ba ông cháu cũng đã chuyển ra chỗ lán mới rồi, cho nên là không có còn để bên đấy nữa. Bây giờ thì cháu được cho cô bác anh chị là cùng xem về cái phần xung quanh hàng xóm của nhà ba ông cháu. Ở phần phía bên này là cái ngôi nhà của chú của em Hải và em Sử cô bác. Phải nói là ngôi nhà của chú của Hải với Sử thì cũng được bên nhà nước người ta hỗ trợ là người ta tặng cho thôi. Nhà của chú thì phải nói là cháu Đức cũng nói rất là nhiều rồi. Có vẻ như là người đồng bào trên vùng cao này cô bác còn ít cái phần kém hiểu biết về cái vấn đề mà sinh nở ấy, cho nên là đẻ rất là nhiều người. Tại ở phần phía trên nền nhà của ba ông cháu thì có 1, 2, 3, 4 ngôi nhà đang ở hiện tại đấy cô bác. Hầu như là bao quanh ngôi nhà của ba ông cháu. Ở dưới cái phần búi tre này thì cũng có một cái ngôi nhà nữa luôn. Đấy, nếu mà mình ghi hình ở phần góc dưới thấp thì có vẻ như là ngôi nhà của ba ông cháu rất là u ám đúng không cô bác. Nhưng mà thật sự ra nếu mà những cái góc quay ở trên cao thì có rất là nhiều cái ngôi nhà ở xung quanh nhà của Sử luôn. Ở phần phía bên trên thì cũng có 2-3 cái ngôi nhà nữa này cô bác này. Bây giờ thì đây bên ra bên kia thì cũng có rất là nhiều cái ngôi nhà cô bác. Hầu như là bây giờ đến mùa lạnh rồi, cho nên là thấy gia đình nào cũng có khói bếp lở lên từ trên phần mái hiên của ngôi nhà của mình ra rồi. Thí dụ như cái ngôi nhà ở tận góc bên kia này cô bác, nếu mà người ta gia đình người ta mà làm nhà đấy thì cũng vận chuyển vật liệu rất là xa luôn cô bác ạ. Ngôi nhà này còn phải nói là xa ngôi nhà của Sử hơn là độ tầm hơn một cây nữa cô bác. Thế còn lên trên cao kia thì là vào rừng già và rừng sâu rồi cô bác này. Lên trên kia thì toàn là cây măng nứa này, nào là cây sao mọc nữa thôi. Lên trên cao kia thì hầu như là không có một cái ngôi nhà
nào ở nữa. Hầu như là các bạn nhỏ trên vùng cao của bác chưa nhìn thấy flycam bao giờ, cho nên là rất là thích xem. Ở trên này thì chắc là bé Mày này cô bác này. Bé Mày thì là một đứa bé mà phải nói là cũng rất là ngoan và thông minh đấy cô bác. Khi mà bạn bè của mình chưa biết nói tiếng Kinh thì bé Mày đã biết nói rồi. Nhà chú của Sử ấy cô bác có rất là nhiều người luôn. Đây Hải thì có nhìn nhà chú không? Đây này. Đây này. Kia là ai? Ô, nhà chú thì hiện tại là đang nhìn thấy là 1, 2, 3, 6 người nhỉ? Còn một người ở đâu rồi? Không biết. Ai còn chào này, vẫy tay này. Hải thì mặc thêm áo ấm vào nhá, lạnh lắm ấy. Ông thì vẫn còn đi chân trần này cô bác này ông ấy. Đây, ở đây thì có vẻ như là hình thành cho ông một cái thói quen, phải nói là từ rất là lâu rồi. Ông đi chân trần là nhiều mà. Cất cả mang này đi Hải ơi. Lấy cái bao tải ra. Bao tải này anh xử để đâu ấy? Ôi, ba bao này dính cái gì đấy? Bao này dính cái gì đấy? Thấy cái bao tải nấy. Đây này, bao này. Đây, bao này. Bây giờ đến tối cất mang đi. Bây giờ thì cũng khá là tối muộn muộn rồi cô bác này. Chắc là có khi là chắn lực cũng sẽ phải di chuyển là đi về nhà thôi. Đấy. Đấy. Rồi. Hôm nay đi học về mấy giờ? Về 4 giờ. Về 4 giờ à? Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi. Đi thì lạnh thế, đi mặc áo ấm đi em ơi. Nha. Cái mic anh rơi rồi. Quay lại nhìn đấy. Sử thì bây giờ đang mổ gà đây rồi. Tối nay thì nấu gà với món gì Sử? Có gà thôi á? Nhưng mà gà này mình để húp hay để sao? Để sao à? Tí xào với gừng rồi này. Xào với gừng rồi này, gừng thơm rồi này. Này thì ăn được 2 bữa rồi nhỉ? Gà to này thì ăn được 2 bữa rồi. Ăn tối nay với lại sáng ngày mai nữa nhỉ? Bây giờ thì trời cũng khá là lạnh rồi cô bác ạ. Chắc là có khi là cháu Lực cũng sẽ kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Hôm nay thì thước phim này thì cũng lên chia sẻ nhà của ba ông cháu, xem là cái tiến độ của anh thợ là làm tới đâu rồi. Và cũng phải rất là mong tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm và hiểu cho cháu Lực và tất cả các anh thợ rằng là thời tiết mấy hôm nay thì ở đâu cũng thế, rất là mưa cô bác. Thành ra là không thể tiếp tục trong cái quá trình mà xây nhà của ba ông cháu nữa cô bác. Hãy Sử đi chào tạm biệt quý ông bà đi. Đang mổ gà đi. Chào Sử, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi, mổ gà đi nhá. Đây. Ôi Hải lạnh rồi, mặc áo ấm này à? Đấy, phải mặc áo ấm như này chứ. Ngày mai mấy giờ đi học? Chắc là 6 giờ ạ. 6 giờ đi học à? Vâng. Ừ, lạnh quá nhỉ. Đây, chào quý ông bà đi. Vâng. Con chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, đi ra kia hộ anh Sử rửa gừng đi. Xong là nấu cơm ăn cơm thôi, tối nay ăn thịt gà rồi. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói là chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác, anh chị. Đây, vừa rồi thì cũng đang định đi về thì gặp anh Vinh là cũng chuẩn bị lên trên này luôn các bác. Hôm nay thì anh lên đây là làm gì anh? Vâng, anh lên thì nhặt gạch vào trong. Gạch vào trong à? Thế buổi chiều nó tạnh mưa hết thì anh vào đi. Cảnh mưa thì anh mới vào. Thế như thời tiết như này thì liệu ngày mai nối không anh?
để xem mai gạch nó khô không, như chiều gạch nó không khô thì chịu rồi. Gạch nó không khô thì mình không dám xay rồi. Không dám xay ấy. Đây, phải mưa thì cũng phải được tuần rồi anh nhỉ? Tuần. Với lại là ở dưới nhà anh cũng có thêm công việc nữa. Ơ, không nói là có thanh niên nào ở dưới này chắc cổ hay không? Còn kia. Còn kia à? Ừ. Nhưng mà lại bị vấn đề gì anh? Chứ nói chung đang ngày hội đang vui thì nó lại đi từ từ, ai biết được. À, thế là đi thấy... gia đình thì bảo không có gì. Ừ. Bố mẹ thì vừa vào đến hội trường. Thì đứa em đi học về bảo... về đến nhà thì bảo thấy anh treo cổ rồi. Thế là hôm đấy là các anh mới là đi hội nhau thêm một ngày nữa à? Lại mất một ngày. Vâng. Đấy, cái sự việc mà các anh không có đi làm ấy, mọi câu chuyện gì thì mấy anh em đều là nói với nhau hết rồi cô bác ạ. Đấy, phải nói là ở nhà mình có cái hàng xóm mình có cái việc gì, việc như thế thì mới nghỉ thôi. Còn nếu mà như cái việc mà những cái việc đơn giản thì các anh cũng chẳng nghỉ như thế này đâu, đúng không? Đúng rồi. Cũng phải nói là rất là mong tất cả quý ông bà của chú anh chị sẽ thông cảm cho cán lực với lại anh em đội thợ nữa. Thời do là ảnh hưởng thời tiết cho nên là không có thể tiếp tục mà xây dựng được. Nếu mà trong tuần vừa rồi mà không có mưa ấy, thì có lẽ là bây giờ đã được thu hồi ra anh nhỉ? Được thu hồi đấy. Thế tối nay là cái tối nay cái ăn cơm cái gì? Ăn cơm, anh đang ăn cơm. Cơm à? Thế tí ở nhà sửa ăn cơm? Rồi anh ăn nhà trên. Nhà trên à? Ừ. À vâng. À thế là tối nay anh với chú ăn cơm nhà trên à? Đúng. À, thế thì thôi bây giờ thì chắc là bọn em cũng về rồi, vừa rồi thì đang định về đấy, xong rồi gặp anh. Gặp anh là lúc đấy sang. Đấy thấy xe về nghĩ là chú rồi. Đấy. À. Thì bây giờ là chuyển. Bây giờ em ở bên kia còn là hai cát nữa, xi nữa, xong là sắt nữa với lại sắt sáng là chiều anh về thấy vứt bên kia có chắc vướng sao. Không, sắt đây là đang chở ở đây, thế là thành ra là bị rơi, không có dây co buộc thì nha là nào thấy mới bỏ đấy. Em còn sắt hộp hay sắt để mình làm cái phần mái trên anh? Sắt hộp. Như thế, như theo anh cái phần ở trên này thì cái đoạn là lúc mà lấy xuống thì chắc là mình có thể lấy là độ 2 mét dưới thôi nhỉ? Tôn này. Ở đằng sau thì nó đi là đi 3 mét dưới rồi. Còn đằng trước mình trừ ra 1 mét rồi. Trừ bên tay 1 mét rồi. Thế rồi. 2 mét đúng không? 2 mét mấy một tí. Vượt lấy hơn 2 mét. Vâng. Hơn 2 mét thì vì mình còn... Bây giờ em còn chuyến vật liệu nên thôi, là vật liệu thì cũng hết rồi. Ngày mai thì em lên gửi tiền các anh sau nhé. Vâng. Ngày mai thì các anh làm rồi thì em sẽ gửi tiền cho anh sau nhé. Hôm nọ thì em cũng trình nó lên rồi, bạn của em ấy lên đến đây rồi, nhưng mà hôm đấy là các anh bảo là đi về vướng việc ấy. Không, cái lúc các chú đang ở chỗ nhà quân chồng, à? Chồng mận hay sao? Chồng mận. Đây là nhà hôm đấy các anh đang làm. Đang hộ nhà kia ra rồi. Đang hộ nhà kia, đang hộ nhà kia thì anh thấy. Vâng, xong chiều thì bọn em lên đây mà. Chiều bạn em nó cũng lên đây. Thế thì tí anh ăn cơm nhá. Vâng. Giờ em cũng đi về đây.